Good morning, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà Facebook và YouTube thương yêu của Ngọc Ánh. Lâu quá không lên sóng. Bữa nay tháng 9, ngày 8, 2021. Tuần lễ Labor Day weekend xong. Em hơi bị bệnh. Mấy ngày nay em không khỏe. Rồi thêm ong nó chích vô tai nữa. Nên em cũng hơi te tua tơi tả. Nhưng mà bữa nay em có món quà bất ngờ từ bên Houston gửi về. Tối hôm qua món hàng này nó được đi từ hãng máy bay Continental, United Airlines từ Houston, Texas bay về tới San Jose. Sáng nay shipper đã giao đến tận nhà. Cảm ơn người cho quà nhiêu đây quá nhiều luôn bà con ơi. Cái này là tôm khô làm từ bên Mỹ ha, tôm khô Louisiana, Texas nè. Người nhà người ta làm, người ta gửi thùng về qua cho mình. Bây giờ đếm coi nha, một bọc, hai bọc, ba bốn, năm sáu bảy tám, ôi 10 bọc luôn. Ôi quá nhiều luôn bà con ơi. Đó, đây nè, nhiêu đây làm sao mà em ăn cho hết. Bây giờ tủ đá nhà em chắc là cũng hết chỗ chứa luôn rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không biết một bọc như vậy là mấy pound nữa. Một bọc này chắc hơn một pound hả? Hay là 10 pound. Ủa tôm khô không biết người ta bán bao nhiêu tiền một pound, mình cũng không có biết luôn á. Bây giờ người ta làm mà người ta gửi qua về cho mình, em áy náy quá. Em áy náy quá. Đó, rồi thêm cá thu nữa nè. Cá thu làm sạch luôn nè. Cá thu này là câu từ biển về, người ta làm, người ta gửi qua nè, chứ không phải mua nha. Đó, số hưởng nè. Bữa nay mình sẽ có món cá thu sốt cà chua nè. Quá ngon luôn. Quá đã luôn. 10 bọc tôm khô, một đống cá thu, rồi thêm rau muống mà người ta trồng ở bên nhà Houston nè. Đó, thấy chưa? Hàng Việt Nam chất lượng cao nè, không phải mua hàng chợ nha. Hàng chợ mua rồi khỏi nói rồi. Vậy là bữa nay thực đơn nhà mình sẽ có rau muống xào tỏi. Cá thu sốt cà chua. Rồi thêm có vũ lá lốt nữa nè, số hưởng chưa? Ôi lá lốt của Houston nó có khác ha. Đó, chào chị Vân. Bữa nay em được nhận hàng từ Houston, Texas gửi về nè, quá đã luôn. Một thùng đồ này là quá đã luôn, sung sướng quá. Rồi thêm mấy con tôm nữa nè. Đó, tôm này tôm Houston nữa nè, không biết người ta đi câu đi đâu nè. Đó, số hưởng rồi. Đây là món quà Houston. Bữa nay Ngọc Ánh được nhận quà Houston sướng quá. Coi như chắc quà này sinh nhật cho những người sanh trong tháng 9 ha. Bữa nay có ai có lộc ăn thì sẽ được đến nhà, sẽ được đến nhà. Chắc phải tình thương mến thương chia sẻ cho một số người, chứ nhiêu đây mình nhiều quá, chỗ đâu mình chứa. Phải tình thương mến thương cho các chiến hữu của mình. Ai mà coi được cái livestream này gấp thì gọi cho Ngọc Ánh nhanh ha. Còn nếu trễ là sẽ mất phần 10 bọc. 10 bọc. Bọc này chắc là ăn lâu lắm luôn đó. Tôm khô này là tôm khô làm này, chắc là để dành ăn nhậu ha. Ăn nhậu uống bia. Quá đã luôn, tôm khô của Mỹ chứ không phải của Việt Nam. Đó, sướng chưa? Quá đã luôn. Quá đã luôn. Rồi, số hưởng, cảm ơn một người em đi từ Houston về tặng cho mình một thùng. Sáng nay bưng qua một thùng này là quá đã rồi. Đó, shipping. Đó, mới đập hộp ra. United Airways Continental nè. Quá sung sướng. Rồi, bye bye, thank you for watching. Số hưởng nhiêu đây, cá là mình biết sẽ làm bao nhiêu món đây. Bún bún cá thu hay cá thu sốt cà chua, quá đã. Ok, lần trước thì mình có quá nhiều cái cá lù đù rồi, khô mực rồi. Bữa nay có đặc sản món mới, mỗi lần có người đi Houston về là mình được số hưởng. Em này chắc phải đi Houston dài dài rồi. Rồi, ai muốn tôm khô inbox cho mình. Tình thương mến thương luôn. Bye bye, thank you for watching. Quà sinh nhật tháng 9 đó.